Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau, hãy ngồi bên nhau cùng nhớ về chuyện cũ, để xem lại yêu thương xưa có đủ để hai đứa bước tiếp nữa hay không. Dẫu thế nào cũng đừng vội nản lòng, bỏ rơi nhau để tìm tình yêu khác. Ta nên nhớ một lần lỡ đi lạc, cả cuộc đời sẽ mãi mãi mất nhau. Nếu sau này đến với những người sau, ta có chắc sẽ tìm thấy hạnh phúc, có chắc vui nếu nhận được lời chúc của một người mà ngày trước từng yêu. Đừng đòi hỏi nhau quá nhiều điều để rồi nhận về mình sự thất vọng. Nếu tình yêu không đáng để trân trọng thì đừng yêu để trái tim chẳng đau. Nếu một ngày ta cảm thấy chán nhau thì cũng đừng buông tay nhau quá vội. Ngồi bên nhau cho nhau những câu hỏi, tìm lại cho mình những xúc cảm ban đầu.